Giới thiệu các bạn, đây là dòng sản phẩm tủ bánh kem mini đặt trên bàn. Tủ bánh lạnh, bánh ngọt, trưng bày các sản phẩm thực phẩm trong quán cà phê. Mình đang thanh lý tồn kho một lô. Hàng mới chưa xài. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm dành cho quán cà phê chuyên trưng bày các loại bánh ngọt trong quán cà phê. Đây, bánh ngọt, trái cây, bánh kem, mini. Loại này là loại tủ mini đặt trên bàn, có chiều dài là 90cm, chiều cao là 70cm và chiều sâu ở bên trong là 50cm. Con này hiệu Fuji, hàng của Trung Quốc, chất lượng cũng ổn. Con này người ta mới xài được khoảng chừng 3 tháng, còn đẹp như mới ạ. Có hai cửa lùa sau, có một tầng bên trong trưng bày, và tổng cộng nó có hai cái tầng, tầng kể cả tầng đáy nữa là hai tầng để trưng bày thực phẩm. Này, sản phẩm này được mấy quán cà phê rất chi là ưa chuộng. Rồi, sản phẩm keo còn chưa lột. Rồi, mình bán thêm một số máy pha trà sữa hiệu Vizer, hàng của Đài Loan. Và đây là cái tủ bánh kính vuông dài 1m2, cao 70, sâu 50. Con này hiệu Wusen của Hương Việt. Rồi, các loại tủ bánh 1m2, kính cong, kính 90cm, kính vuông là đặt dưới đất. Có loại tủ mát Alaska 300-400 lít, 500 lít. Đó là tủ đông, tủ mát 2 cánh 3 cánh. Đây, em có dòng sản phẩm này đặc biệt này, đây là con tủ mát 4 mặt kính 120 lít của hàng Alaska. Hàng này gần như gọi là độc quyền, tại vì bây giờ bên hàng nó không còn nữa. Để trước mình thanh lý được một lô 30 mấy con. Rồi, các loại tủ đông, tủ mát. Rồi, máy làm đá cây, đá viên, đá bi. Rồi, quý khách có nhu cầu cứ liên hệ với mình. Mình có tất cả các loại tủ mà các bạn cần.
Yeah.